Hello và xin chào các bạn, chào các bạn đã quay trở lại với mình là Dung ở đây. Thì cái gì? Cửa hàng hiện đang ngoại tuyến Reality con ạ. Như cháu có thể like mình xem được ký nha. Ok thì đây con ạ, Static What? Static WAG á. Wow. Ai mà biết được này. Nhưng mà thôi, hôm nay sẽ thử Static Galaxy. Thì thích của cháu có thể like mình xem ký nha. Ok, mình sẽ đi à Static WAG đúng không? Thử qua nạ đấy. Static WAG. Mình biết sao nào. Static SSWAG AS. Nào. Mình vẫn chưa hiểu lắm bạn ạ. Ngu dốt. Static là cái gì? What? Em hiểu cái stick xoa là cái gì không? Mình cũng chưa hiểu lắm. À, squat stick là thanh gậy. À đây, stick squat là sai rồi các bạn. Gậy thanh ư? Hiểu rồi, stick squat có nghĩa là thanh gậy các bạn ạ. Đây, đây có nghĩa là thanh gậy đấy các bạn. Nó tượng trưng cho con người que mà, có cái gì đâu các bạn. À được rồi, thì tiếp tục nào. Hôm nay mình sẽ làm về và cái này cái đã. Tiếp tục nào, cực khó đi. Kiếm sĩ này, ok. To tiếng lên một tí còn nhé. Được rồi. Thì hôm nay chúng ta sẽ làm về một con. Đó chính là sẽ là con tất nhiên là con các bạn thích con nào nhỉ? Giáo vàng, phù thủy máu, cung vàng, Gibson hay gian bot? Các bạn nghĩ xem. Các bạn cứ comment ở dưới cho mình để mình biết các bạn. Chứ còn mình cũng không biết là các bạn thích con gì đâu. Theo mình thì mình thích nhất là con cái đơ. Bởi vì nó chất thế thôi. Giá có kì cái các bạn ơi. Mình thấy là các bạn khá là thích con giáo. Thiếu này chúng ta sẽ làm về hành giáo. Ngẩn ngơ tích con như chết nơ. Thần tơ cái gì ngẩn ngơ yêu ơi. Thương em ngẩn ngơ tích con như chết nơ. Ok, hôm nay chúng ta sẽ làm về giao hoàng đấy. Hôm nay chúng ta sẽ làm về giao vàng bạn nhỉ. Chúng ta sẽ có một cuộc hỗn chiến giữa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 50 con gọi là giáo Diamond đấy. Order Florentino, cà phê và trứng thêm Michiato Bocomo này. Được rồi, hồi máu rồi các bạn. Bing. Wow, hồi này cây con nhá. Sẽ đấu với 30 các bạn ạ. 30 gọi là Spear and Gold. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139,
sẽ cho nó một nửa con giáo. Wow, 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 wow. Một nửa con giáo thì nó rất là chiến các bạn ạ. Ok, ok, được rồi. Chưa thì đã xông lên rồi. Và đây là 25 giáo vàng PS mới. 50 giáo đẹp trai gần gơ tư gần tư nơ. Gần gơ tư gần tư nơ. Vâng, hai bên đang chọc nhau rất là ghê gớm các bạn ạ. Phải nói với những tình cực cắt. Xiên cực cắt các bạn ạ. Quá ghê. Ôi, ghê chưa? Ghê chưa? Là ghê gớm quá nè. Bên mình đông hơn nhưng chưa chắc chất lượng nào bằng bên đó quá. Liệu một giá vàng quan được hai giá thường không? Bơ, bên mình nát đảo rồi. Tuổi luôn. Mình khỏe không? Em đừng nghĩ là mang skin giáo vàng mà lại đòi solo kill với cả mình thì mình không có cửa đâu nhá. Nhọn qua là nhưng mà bạn ạ, đúng rồi, có lẽ là giáo giáo ấy đã vượt qua rồi. Nice, giáo mắc cái dòng đã vượt qua thử thách của chúng ta. Tiếp theo chúng ta sẽ có thử thách giáo lá. Giáo lá quá nhá. Được rồi, dừng lại này. Chờ này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25 quá nhá. Được rồi,
giáo đầu giáo thường đầu rồi. Spitten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 10. Rồi, ok, let's go. Được rồi, đi thôi. Và đây là giáo lá trên nền lá và giáo vàng trên nền vàng. Hai bên đã chuẩn bị sẵn sàng gặp nhau chưa? Giờ sẽ có dàn bót trước. Giáo vàng sẽ có dàn bót lên. Chiến thôi. Hai bên giáo đang lao vào nhau đập nhau. Rất là ngẩn ngơ, tươi cười như chiến nữ, thần thơ chứ tươi như nữ, rất thơ chứ vâng. Bên giáo hoa vàng còn có kiếm sĩ ra phù hoạt kìa. Ôi dồi ôi, hai bên đang đập nhau rất là kịch liệt. Bên nào sẽ là kẻ chiến thắng đây? Cả hai bên đều có dàn bót hậu thuẫn cho bạn ạ. Đấy, rất là ghê gớm luôn. Úi dồi ôi, nhận Uda 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 Ha ha ha. Ca 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 ca. Rồi được rồi được rồi. Úi dồi, hai bên đang lao vào nhau, chiến nhau rất là cực. Mình nói là bên mình thì mình có lợi thế. Trước này là mình sẽ cho tìm bạn với một thành phần của lượng bạn ạ. Vâng, như vậy là một nửa giáo lá. Như vậy 50 giáo lá của một giáo quát đã chiến thắng 50 giáo ấy cùng qua đấy quan ạ. Đấy, rất là công bằng. 2-1-2 mà một nửa mà quạt tí mình cho lên 30 cho nó chiến quan ạ. Ok, tầm này con gian bót tìm bản tuổi lập cả các chục ngàn bắt vẫn rớt chúng mình đã cái 1.000 lần. Tèo 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 tèo. Nhưng lấy đàn nhớ quá là quá lo linh tinh không thể nào mà cần bực được ba game mới thấy ý chí sinh tồn đèn giấy bụi á. Bên đồng đội ai đã sắp phát tài năng vẫn 1.000 lần đập phát nào chất lượng phát đấy quá ghê gớm. Và đây là Florentino. Ở đây là Palopilo. Palopilo ui. Hai đeo huy chương. Ok được rồi. Chúng ta sẽ có một cuộc solo giữa giáo bằng và ba 50 giáo bằng nhá. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 23 24 25 26 27 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49. 50 rồi, đúng 50 con nhá. Đi bạn này. Con giáo vàng đâu? No, where are you? Don't let me do I am who are you? Ok được rồi. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 29 30 31 32. Ồ, 32 con bạn nhá. Với cuộc solo giữa 32 giáo vàng. Cộng đấy. Cộng với bên chúng ta một con nhan bot. Bên bạn cũng có một con nhan bot rất là công bằng bạn ạ. Lên chiến luôn cho máu nào. Được rồi, đi thôi. Quá ghê gớm. Mà nói là nhan bot thì mình tạm thời chưa xuất chiến được bạn ạ. Đợi tí. Đợi con nhan bot kia nó dẫm nhiều qua đã. Rồi được rồi. Xuất chiến đi mấy người anh em nào. Úi dồi, hai bên đang đập nhau rất là kinh liệt bạn ạ. Bên họ điều khiển một con giáo, bên mình cũng điều khiển một con giáo. Sợ thì solo kill, đòi solo kill với team anh à? Vâng, giáo tất nhiên là giáo băng rất là mạnh rồi, không ai có thể cắn được giáo băng cả. Hai bên đang vụt nhau rất là kinh khủng. Trận chiến đang tiến đến những hồi rất là gây cấn mà nè. Quá là chiến đi rồi. Rất là gây cấn mà nè. Quay không? Nếu như là 30 con giáo vàng, nó chỉ hơn có 5 con thôi, thì giáo vàng nó sẽ áp đảo tuyệt đối bạn ạ. Như vậy chả lẽ chúng ta đã thua sao? Vãi cả đấy, nó vào cho tụi mình nhanh vãi bạn ạ. Ảo thế. Được rồi, chúng ta đã thua, chấp nhận vậy. Như vậy là giáo băng đã không thể hoàn thành được thử thách. Với cái thử thách cộng thêm 5 con nữa thôi. Ra vài giờ dám gây choáng. Với cái dáng gây choáng này cân tất. Đấy, cân tất cái bọn kia đập đầu luôn nhá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ok, được rồi, đủ 50 con rồi các bạn. Đây, team mình sẽ cho sẵn một con gian bot cho nó công bằng. Đấy. Được chưa? Team bạn thì sẽ có giá vàng đâu.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 OK, 30 con giáo vàng nhá. Mình sẽ điều khiển con gian boss này là để tránh trường hợp nó xông lên. 1 1 2 3 let's go. Được rồi, đi thôi, lên chiếm nhau, đánh nhau các bạn, đánh nhau đi, đánh nhau đi. Vâng, và đây là giáo ra tay sơ dám choáng, rất là chất lượng luôn các bạn. Rồi, hai con đều dẫn đúng lúc nhá. Cái ra con giáo ra bây giờ để chống choáng rất là tốt. Khoảng gian vừa đập cho một phát thôi là nó sẽ hồi dậy đánh nhau luôn. Nên có khả năng là sẽ chiến thắng được binh đoàn giáo vàng 30 con này. Solo kill một mod thì làm gì có con giáo nào đủ tuổi để ăn lại con này, ăn giáo giáo vàng. Vâng, phải nói 30 con giáo vàng quá khỏe quân à. Vâng, 30 con đối với 50 con nhớ, hơn nào hẳn 20 con luôn mà. Có lẽ là không ăn thua rồi, ui 50 con. Lập đạp các bạn, bắt bộ nổ ra sức mạnh ngay đến 1.000 lần, đèo đèo đèo. What? What the fuck? Kinh không thể nào mà, cắn bực được mà em mình. Với ý chí sinh tồn bèn xây bùi á, đi bên đồng đội ai ra sức mạnh. Tài năng vẫn còn đấy, quán tăng là con xây, con là... tỏi ngay. Ok, mình sẽ điều khiển con này. Một đập mega kill một đây, ui mega kill ship double kill này. Cái tượng này mày nghĩ mày cao hơn anh à? Đâu ai ngẩn ngơ tới gần như chết nữa, cho lên cấp 4 luôn nhá. Này bình ghê chưa, ghê chưa quá khỏe luôn, quá là chốt luống luôn bạn ạ. Rồi như vậy là giáo chúng ta cũng không thể nào mà ăn được 30 con giáo ấy. Vậy thì chúng ta hãy thử skin lava của vả, skin khỏe nhất trong Stick War Legacy mình công nhận giờ nó sẽ khỏe nhất. 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 rồi. Với 50 con giáo lava của vả sẽ đấu với giá vàng đúng không? Giá vàng đâu? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Vâng, và đây là gian boss. Chuẩn bị lên chiến đi nào. Chiến đi nào các người anh em ơi. BBD the triple. Mình quên mất mình vẫn còn giữ sức mạnh tối cực của bọn này. Quên đi sao? I'm sorry bọn ạ. Ok, quên. Mình vẫn đang giữ sức mạnh tối cực của bọn này. Ok, mình sẽ bỏ ultimate build bỏ đi nhân này. Ok, bật ultimate build bỏ lên 1 2 đấy. Trời ơi, là hợp lý luôn. Sao 50 con có ít vậy? 1 2 3 4 1 2 3 5 6 7 7 x 5 bằng 45 mà. Rồi 46 47 48 49 50. Ok nhân sao nãy thấy năm bao nhiêu con đông lắm con mà nhỉ, ảo thế nhở. Thế nào, ok con ơi, sẽ phải dừng gôn nhá. Rồi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 21 22 23 30. Ok được rồi, team bạn đẩy lên, team mình thì cũng sẽ đẩy lên luôn nào. Và đây là cuộc solo giữa 50 giáo lava và một đợt con gian khổng lồ nữa. Một con gian khổng lồ búc cho team bạn. Chắc team bạn có một con giáo khổng lồ, một con gian khổng lồ luôn. Mình cũng sẵn con này. Chờ. Ui, bọn này chơi mất giải quá. Chơi như thế này ai chơi lại? Chơi như thế này mà chưa lại được. Không ổn rồi, anh thanh niên đẹp trai của chúng ta năm nay cũng không được ổn cho lắm bởi vì hời cày cù. Ôi giỏi ơi, không ăn được con này. Chưa có một cái binh đoàn nào có thể solo kill với cả con giáo vàng được. Không hiểu kiểu gì con ạ. Nhưng thôi, check đi của mình để kết cho các bạn ở đây. Một lần like, một xem ký nha. Thôi, tạm biệt tất cả các bạn. Bye bye.